nóng hơn cả mùa hè. Thế là táo đã có hoa. Thế nên cô bé Loli đã chính thức đánh dấu chủ quyền với táo. Gần đây, táo và Thiên Ân đăng tải những video cử chỉ thân mật khi ở bên nhau. Cứ nghĩ là đùa. Thế nhưng, cô bé Loli ngày ấy đã xác nhận trên trang cá nhân của cô khóa môi với Rapper Suy, táo. Vậy là hoa đã có chủ mất rồi, vì táo đang fall in love.